Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô Liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-xêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng đầu lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Suy niệm: các kinh sư và biệt phái muốn kết án người phụ nữ vì tội ngoại tình, trong khi lòng họ chứa đầy xấu xa, ganh tị, thâm độc. Vì mưu mô mà các kinh sư và biệt phái sẵn sàng kết án người chị em của mình. Họ muốn nhặt đá ném vào người chị em mình mà không nhìn lại chính mình. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng dễ dàng nhặt đá để ném vào anh chị em của chúng ta. Những viên đá chúng ta thường dùng là nói xấu, vu khống, phàn nàn, nguyền rủa. Hãy nhìn vào mình trước. Nếu xét mình cách chân thành, thì người đáng bị ném đá trước hết chính là chúng ta. Chúa Giêsu cúi xuống để người phụ nữ khỏi xấu hổ, để các kinh sư và người biệt phái biết nhìn lại mình. Hôm nay, Ngài tiếp tục cúi xuống để chúng ta nhìn lại mình, để chúng ta đừng sống trong mưu mô độc ác. Ngài muốn chúng ta biết sống như Ngài, là thay vì kết án anh em, thì hãy dùng tình thương để xây dựng cho nhau. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con rất sợ bị bắt quả tang khi đang phạm tội. Nhưng lạy Chúa, có tội nào chúng con phạm mà Chúa lại chẳng nhìn thấy và không hay biết? Xin cho chúng con biết bỏ đi những mặt nạ giả dối, những việc bề ngoài nhằm che đậy những lỗi lầm trong tâm hồn chúng con. Xin cho con biết luôn nhìn vào Chúa là đấng luôn tha thứ yêu thương con, để rồi con cũng biết tha thứ và quảng đại trước thiếu sót lỗi lầm của tha nhân. Amen.